Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft công viên khủng long. Và hiện tại thì mình đang cho Stegosaurus ngồi xuống nè. Mình có thể điều khiển Stegosaurus bằng cách dùng một cái cây gậy bằng gỗ thôi. Rất là đơn giản. Và hiện tại Stegosaurus đã 1 ngày tuổi rồi. Và kích thước cũng tăng lên được 1 tẹo. Những cái gai trên lưng cũng rõ hơn rồi. Nhưng mà bây giờ thì chắc mình sẽ cho Stegosaurus đứng lên đi, để cho đi di chuyển thoải mái trong cái khu vực này. Mình cũng có trồng thêm cây nè, nhìn cho nó tự nhiên hơn. Rồi trong tương lai nếu như mà mình có thêm DNA của Stegosaurus thì mình sẽ kiểu như kiếm bạn cho bé ấy sao, thăm Stegosaurus tới đây thôi. Bây giờ mình sẽ vô nhà để bắt đầu công việc ngày hôm nay thôi. Hôm qua mình đã sửa lại cái thanh kiếm cổ xưa rồi, thế nên là bây giờ cùng nhau vào trong và lấy nó thôi. Nó đây. Và trung bình là mình sẽ mất cỡ 10 cái được gọi là relic scrap thì mới có thể sửa được một cái thanh kiếm nha. Cũng khá là đắt đấy. Nhưng mà thành quả thì mình sẽ có được một thanh kiếm rất là xịn luôn. Hình giống như là một cái móc câu vậy. Nó đánh cũng rất là nhanh nữa này. Được, mình sẽ cường hóa nó lên một tí để làm vũ khí chính luôn. Để coi coi nó sẽ cho mình sắc bén. Hơn vậy ta. Với dòng sắc bén 4 này thì thanh kiếm cổ xưa sẽ lên được 8.5 sát thương. Wow, bây giờ là hơi bị mạnh rồi đó. Nhưng mà cái kiếm này thì không có kỹ năng đặc biệt nha. Cũng hơi tiếc một tí. Thôi được, dù sao cũng có kiếm mới rồi thì mình sẽ đầu tư thêm một cái bộ giáp mới luôn đi. Hôm qua mình bị quánh dữ quá thế nên là bị rách cái quần dưới cái ổn mất. Thành thử ra bây giờ phải làm thêm một cái quần và cái ổn sắt mới. Giờ chưa có điều kiện á nên mặc tạm đi nha. Rồi mai mốt có điều kiện mình sẽ nâng lên giáp bằng kim cương sao. Full giáp rồi, thành thử ra mình sẽ lên đường thôi. Lần trước mình đã tìm ra được một cái viện nghiên cứu bỏ hoang, và trong đó nó có rất là nhiều những cái máy ấp trứng khủng long luôn. Mà mình chỉ mang về được có vài cái máy ấp thường thôi. Thành thử ra lần này mình sẽ quay trở lại đó để lấy nốt toàn bộ số đồ còn lại luôn, mang hết về nhà mình. Dù sao thì cái chỗ đó nó cũng hơi xa, chứ không thôi là mình sẽ biến nó thành cái viện nghiên cứu của mình luôn đấy. Mình trở lại đây mình lại gặp cái rương. Và mình nhớ là mình có thể làm được những cái gọi là bích lóc. Được được nha. Một tí về mình lấy nguyên vật liệu về mình làm cái bẻ khóa mới được. Mình rình rình mình mở mấy cái rương khóa này nè. Trong đó nhiều khi lại chứa đồ xịn đấy. Mình nghi lắm. Thôi, giờ thì tập trung chuyên môn nào. Trở lại cái viện nghiên cứu. Lần trước là còn vài cái mẫu hóa thạch mình chưa có lấy về đúng không? Chính xác luôn. Còn có những cái đậu lâu đồ nữa nè. Wow, hơi bị nhiều á nha. Ê, còn có Biogu miễn phí nữa chứ. Quá đã. Rồi, còn có cái xô gì nữa đây. Kiểu như là nhựa ấy. Cũng hay. Mang về luôn. Đây nữa nè. Wow. Còn có đậu lâu của voi mammoth nữa chứ. Wow. Xịn vậy, mình có thể đặt xuống được không? Không đặt xuống được. Lúa xong tầng dưới rồi. Bây giờ mình sẽ lên tầng cao nhất để mình lấy mấy cái máy ấp trứng thôi. Vậy mà ở đây vẫn còn nữa nè. Có mấy cái đồng xu này, liệu rằng mình có thể dùng nó để mua bán cái gì ta? Chắc nó phải có một cái công dụng gì đó với mấy cái đồng xu này này. Vì nó không hề có công thức chế tạo liên quan luôn. Chắc là mình sẽ shopping ở một cái nơi đặc biệt nào đấy đấy. Mình đoán vậy. Đây, tới nơi quan trọng cần đến đó nè. Mình sẽ lấy những cái máy ấp trứng xịn về. Được có một cái à. Nhưng mà với cái này thì mình có thể kiểu như là ấp hỗn hợp luôn hả? Mình vẫn phải cho Biogu vô hay sao ấy. Một tí về mình thử dùng coi. Coi tốc độ nó có nhanh hơn hay không. Hay là nó sẽ có một cái chức năng gì đó khác. Và phía dưới của cái viện nghiên cứu này. Là một con xương hai đầu mà mình gặp ở cái công trình lúc mới bắt đầu kìa. Con này lúc trước cũng hay gây khó dễ mình lắm. Nó sẽ dùng cái kunai nó để nó móc mình đó. Đó. Ui. Nó lấy kunai nó móc mình cơ. Chết tiệt. Người có thì không có hả? Mình sẽ móc nó. Ê, mình móc một rồi. Cẩn thận. Ui. Cái con xương kia nó cứ bắn cái mũi tên yếu đuối, thành thử ra mình đã yếu rồi, mình càng yếu hơn ấy. Ây da. Khó khăn thiệt chứ. Đúng rồi, đánh nó đi zombie.
Kệ mình kệ cho con zombie xử nó đi. Rồi hay lắm. Ui móc cái kunai lại hụt nó rồi. Đây à. Ôi nó móc mình văng lên trời luôn. Wow có con này. Rồi mình móc dính nó nè. Hãng đòn liền. Này thì dám móc mình. Lượm cái kunai của nó luôn. Ây da. Nguy hiểm thật sự ấy chứ. Thôi 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 thôi. Đi về nhà gấp thôi. Bây giờ mình yếu lắm. Thành thử ra ban đêm mình cũng ít khi mà dám đi xa. Đi xa là toan liền. Về nhà công việc đầu tiên của mình là thay một cái máy ấp trứng bình thường thành một cái máy ấp trứng hàng mạnh coi. Test thử luôn. Rồi mình sẽ cho thêm một cái DNA của một loài khủng long vào. Chẳng hạn như là mình nghĩ là mình nên ưu tiên những loài khủng long ăn cỏ trước đi. Thì vì thường á những loài khủng long ăn cỏ sẽ thân thiện hơn và giai đoạn này sẽ phù hợp hơn với mình. Mình sẽ thử cho Parasaurolophus vào thử coi. Ê nó không chạy. Tạm thời thì cái máy ấp trứng xịn này mình chưa biết cách dùng rồi, nên thôi mình cứ để nó tạm ở đây đi. Còn bây giờ thì mình sẽ cho cái Biogu này vào bên trong cái máy ấp trứng bình thường. Rồi sau đó lấy DNA của một loài khủng long tiếp theo để mình hồi sinh thôi. Và mình dự định là sẽ hồi sinh một loài thằng lằn bay đi. Pteranodon nè. Cũng là một ý kiến hay đấy. Được, bữa nay mình sẽ hồi sinh thằng lằn bay đi ha. Ừ, và cái chuồng gà của mình cũng đã nâng cấp lại rồi. Ây da. Thành thử ra là mình có thể lấy trứng một cách thoải mái hơn. Kìa ở đây còn trứng nữa nè. À, tha hồ mà lấy trứng và chế tạo Biogu luôn nha. Mình còn có 10 lúa à. Chắc một tí nữa phải ra vườn để mình thu hoạch thêm lúa mới được ấy. Ồ, còn thiếu cái thịt zombie nữa nè. Mèn đất ơi, thiếu nhiều quá luôn á. Căng rồi. Ồ, làm kiểu này một lần mình được tới 4 Biogu lận à. Đã vậy. À, có cái Felurisaurus này thì mình làm được nhiều lắm. Mà cái này phải đổi với cái người khảo cổ hả ta. Cũng hơi căng á. Để mai mốt mình tìm được cái người bán cái loại thịt đó thì mình sẽ dắt về sau. Còn bây giờ thì mình vẫn chế tạo theo cách thủ công là vắt sữa để làm ra Biogu thôi. Cũng làm được thêm một mớ nữa nè. Dự kiến là mình sẽ làm cả mười mấy cái Biogu luôn á. Dùng hơi bị lâu. Mình sẽ cắt vô rương để dành dùng dần luôn. Còn cái trứng của thằng lằn bay tới đâu? Ê, trứng của thằng lằn bay chuẩn bị được kiểu như chế tạo thành công rồi nè, được ấp thành công rồi nè, còn một tẹo nữa thôi. Và mình sẽ đứng ở đây canh chừng, nhỡ mà có xảy ra trục trặc là mình còn xử lý kịp. Ê, xong rồi. Trứng thằng lằn bay đã có. Nhưng mà đây là một loài biết bay, thành thử ra cái chuồng mà mình không thể để cho sống chung với Sterosaurus được. Vậy là bắt buộc mình phải xây thêm một cái chuồng mới rồi. Hay là mình xây thêm một cái chuồng kiểu bự bự hơn một tí nè, để sau này nhỡ có những cái loài nào mà biết bay mà kiểu hòa thuận với nhau á thì mình sẽ cho sống chung trong một chuồng. Cũng hay. Được. Vậy thì tạm thời mình vẫn phải giữ cái trứng của thằng lằn bay trong người, rồi tìm một cái mặt bằng để xây dựng cái nơi ở thôi. Chỗ của thằng lằn bay để mình coi khu vực nào còn trống ta. Bên này chăng? Bên này mình chỉ cần ốp đất ngang chỗ này lại là đã có thêm một cái mặt phẳng để xây dựng rồi. Sau khi lắp đất xong thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cái phần khung thôi. Chắc mình sẽ xây hình tròn tiếp hay sao ta? Chắc mình để đồng bộ giữa các nơi ở của các loài khủng long thì mình sẽ xây cái hình dạng giống nhau luôn đi. Nhiêu đây thì chắc cũng sẽ đủ cho khủng long bay sống bên trong rồi. Nhiều khi còn dư luôn á. Mình thấy như vậy nhiều khi là dư luôn rồi. Quá trời bự nè. Cổng thì mình sẽ làm đối diện so với cái chuồng của Sterosaurus bên kia. Và cái cửa vẫn là 3x3 luôn. Để mình ra vào nó có thể nói là tiện nhất có thể. Sao không? Bây giờ công đoạn còn lại là mình sẽ gắn kính vào. Trong tương lai á, nếu như mà mình có những cái nguyên vật liệu mà nó chất lượng hơn thì mình sẽ thay đổi sau đi. Chứ bây giờ giai đoạn khởi đầu á, nên mình chỉ có đá nhiều nè, với lại thủy tinh là nhiều thôi. Chứ mà về sau á, mình nuôi những loài khủng long
mạnh hơn, nguy hiểm hơn như là khủng long bạo chúa nè. Rồi những loài khủng long còn dữ hơn cả khủng long bạo chúa nữa. Mà mình dùng thủy tinh với lại mấy cái đá thường này á, là khủng long phá cái chuồng một cái một đấy. Không được đâu. Vậy nên là mình phải tìm cách để có được những nguyên vật liệu xịn hơn càng sớm càng tốt. A few moments later. Tính ra thì cái quyết định giữ cái cây này của mình nó khá là hợp lý ấy nha. Ui, hết tính rồi. Tính ra cái quyết định giữ cái cây này của mình nó lại hợp lý á nha. Nhìn khu vực này nó có vẻ tự nhiên hơn nè. Nhưng mà cái lá thì nó không đẹp cho lắm nha. Ủa, cái lá nó trắng trắng bệt luôn. Thôi nhưng không sao. Mình đã sơ bộ là có được cái chỗ để mình nuôi thằng lằn bay rồi. Giờ thì mình sẽ ấp trứng thằng lằn bay thôi. Để coi coi trứng thằng lằn bay ấp có nhanh không. Ồ, hiện tại đang bị lạnh. Như vậy thì hầu hết các trứng khủng long nếu mà muốn ấp thành công thì mình cần ít nhất là một cây đuốc để mình giữ ấm cho quả trứng nha. Ok, mình sẽ mượn đuốc bên đây. Mình qua bên kia mình cắm. Ủa, alo sao rớt rồi? Ủa khoan, Stero sao rớt của mình đâu rồi? À đây đây đây. Ui bây giờ đã bự như vậy rồi à. Ê, 3 ngày tuổi là bắt đầu bự hơn rồi nè. Tính ra khả năng tăng trưởng về kích thước của Styrosaurus cũng khá là nhiều á nha. Rồi, trở lại với cái chỗ của thằng lằn bay. Mình sẽ cắm cây đuốc vào. Giờ thì chờ đợi thôi. Mà mình ghét cái con xương này ghê á. Mình đánh nó là mình mặc định sẽ bị yếu liền. Ghét thiệt chứ. Rồi, xem lại một lần nữa. Đó, trứng bắt đầu ấm hơn và bắt đầu ấp rồi nè. Trong lúc chờ đợi ấp thì mình sẽ đi gắn cửa vào. Đây, gắn xuống đây. Sao? Nhưng mà trong đây có quá trời quái vật nó xuất hiện rồi kìa. Nhất là nhện mẹ nè. Bữa giờ mình nhện nhện mẹ nhiều lắm rồi. Bữa nay mình sẽ không nhện nữa. Mình trụng nhện mẹ luôn. Ui, 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 nhện con hung vậy. Ow. Nhện hung dữ quá. Này thì nhện mẹ nè. Xử luôn. Hết nhện rồi. Ồ, tính gai rơi ca cũng nhiều sợ chỉ cho mình phết. Anh thủ lúc này mình sẽ gắn nốt mấy cái thủy tinh lên trên này. Để nhỡ mà thằng lằn bay lớn lên thì cũng sẽ không có bay đi mất. Rồi, xong phết. Ồ, đồng thời thì thằng lằn bay cũng đã lớn rồi. Ồ. Để coi coi thằng lằn bay sẽ ăn thức ăn gì nhá. Thằng lằn bay ăn cá à. À, cái loại thức ăn này thì mình không có nhiều. Và mình có thể cho thằng lằn bay ngồi xuống bằng cách là dùng cái mũi tên. Mình có một cái mũi tên nè. Ồ, chưa được hả? Ê, mình chưa thuần phục. Ây, phải thuần phục thì mình mới cho thằng lằn bay ngồi xuống được. Mình nhớ là lần trước mình bị mấy con cá hổ nó cắn và nó rơi ra khá là nhiều cá cho mình. Không biết mình có mang về hay không này. À, có. Được vài con cá. Đâu, mình thử qua bên đó thuần phục coi. Mình sẽ trở lại cái chỗ mà hay gặp cá hổ nhất. Là cái khúc sông này. Ui, hết cá hổ rồi. Ở dưới là con gì ta, giống con lương điện vậy phải không? Hình như không phải, nó không có cái chích điện mà. Ô, bữa mình thấy nhiều cá hổ lắm mà. Sao bên đây không thấy con cá hổ nào hết vậy? Ô, lạ thiệt. Hôm bữa mình thấy cái khúc sông này đầy cá hổ luôn. Bữa nay thì không thấy một con nào. Thôi, như vậy thì bữa nay mình chỉ kiểu như là hồi sinh thằng lằn bay thôi, chứ không có thuần phục được rồi. Mình sẽ dành cái thời gian rảnh còn lại để mình hồi sinh thêm một cái loài khủng long nữa đây. Chẳng hạn như là Bachycephalosaurus. Mình nhìn loài khủng long này có vẻ thân thiện nè. Không biết là khủng long này sẽ ăn thịt hay là ăn thực vật đây. Mình sẽ thử hồi sinh mới được. Nếu mà ăn thực vật á, mình sẽ cho sống chung với Styrosaurus tạm thời. Chứ hiện tại thì Styrosaurus sống một mình thì thấy cũng tội á. Trong lúc chờ đợi cho cái trứng khủng long được hồi sinh thì mình sẽ thử rửa những cái thanh kiếm cũng như là mấy cái vật phẩm khác bị reset coi. Coi coi nó có hồi phục lại được hay không. Mình sẽ cần relic scrap nữa. Đây, cho vào. Nó có sửa không? Nó không sửa được. Thử với cái bùa hộ mệnh này xem. Cũng không được luôn. Vậy là những cái món này nó phải có một cái cách rửa khác rồi. Mình không thể dùng cách rửa thông thường của cái thanh kiếm cổ xưa này để rửa những món đồ đó được. Khó gì ta. Đây, trứng khủng long mới đã được
Ấp xong rồi nè. Bây giờ thì cho vào chuồng thôi. Để coi coi lần này khủng long sẽ mất bao lâu để ấp đây. Ôi, đừng có ăn trứng nha. Ok ok, ăn cỏ thì được. Trời, húng hồn. Tưởng đâu khủng long lại đây cạp cái trứng mình mới đặt xuống chứ. Ồ, cái quá trình ấp cái trứng này cũng khá là nhanh này. Còn ở bên này thì mặc dù mình chưa thuần phục, nhưng mà cái lượng thức ăn hồi nãy mình đút cho thằng lằn bay á, thì cũng khiến thằng lằn bay đang khá là hạnh phúc nè. Mình sẽ gán giữ cái thanh hạnh phúc này ở mức cao nhất có thể, nếu không thôi á, thằng lằn bay sẽ buồn bã rồi sợ chết các thứ. Lúc mình vô thăm ấy là sẽ tấn công mình luôn ấy, không đùa đâu. Nên mình phải thiệt là cẩn thận. Rồi, và cái trứng khủng long cũng sắp được nở rồi nè. Rồi rồi rồi, chuẩn bị chào đón thành viên mới ở trong cái nơi này thôi. Wow, Stegosaurus có vẻ cũng khá là hào hứng kìa. Ủa, xong rồi. Và Bachycephalosaurus cũng là một loài khủng long ăn thực vật. Và cái ngoại hình thì mình thấy có những cái đốm giống như là hổ vậy. Wow, được chứ. Rồi, và bây giờ thì mình đã thuần phục luôn rồi. Ồ, vậy là mình để nha, những cái loài khủng long ăn thực vật mình chỉ cần ấp thôi là sẽ tự động được thuần phục luôn. Ra là vậy. Rồi, giờ coi hai bé khủng long đang ngủ chung với nhau kìa. Thích chưa, thích chưa. Này, cho em nằm xuống ngủ đi. Rồi, nằm ngủ ngoan nha. Mình sẽ đi làm việc tiếp. Ở đây thì mình đã cung cấp đủ thức ăn rồi. Với lượng thức ăn này thì mình nghĩ hai nhóc khủng long này có thể ăn đâu trong vài ngày ấy. Mình mới cho thêm, nên cũng an tâm một phần. Nãy giờ Sao Quân ở nhà lo xây cái chỗ ở cho thằng lặn bay nè, rồi ấp trứng khủng long các thứ. Mình chưa có thời gian để đi khám phá nữa, thế nên là bây giờ mình sẽ ngủ một giấc để sáng thức dậy mình có thể lên đường và khám phá một chút ở xung quanh, và cũng như là đi mở rương cái đã. Mình sẽ chế tạo những cái lốc bích. Một cái lốc bích như vậy thì mình sẽ cần có cỡ hai sắt đấy. Đầu tiên là đổi cái hạt sắt nè, làm cái treasure tool trước nè, rồi từ treasure tool mình mới kết hợp với một ít cái hạt sắt nữa là tạo ra được cái mở ổ khóa rồi. Và cái rương đầu tiên mà mình sẽ mở là cái rương gần nhà mình. Để coi coi cái rương của người Viking đó sẽ cho mình những cái món đồ gì nào. Trước khi đi thì nghiêng nghiêng qua coi hai khủng long có thân thiện với nhau không. Phải để ý nha, nhỡ mà có một trong hai kiểu như cấu lên thì cũng có thể xảy ra những cái trận chiến ngoài mong muốn á. Nên là mình cũng phải để ý tới một chút. Rồi, mình đã tới dưới rồi nè. Giờ thì để coi mất bao nhiêu lần thì mình mới mở được cái ổ khóa này đây. Hả? À. Một phát được luôn. Trời ơi, cái đồ bể khóa này xịn thiệt. Để xem cái rương sẽ cho mình. Wow, coi kìa. Cả đống đồ. Nào là chìa khóa bằng sắt. Rồi chìa khóa lửa. Những cái đồng xu. Đồng xu này thì mình sẽ ném vô những cái giếng để mình cầu nguyện. Rồi thêm những cái bột phượng hoàng nữa nè. Rồi còn có những cái bùa bằng bạc cũng như là cái bùa bằng kim cương. Cái bùa bên này thì nó bảo là sẽ cho mình kiểu như là chặn những cái nguồn sát thương gây ra tử vong. Có 5 lần sử dụng. Ồ, nó nghe giống như là cái vật tổ trường sinh đấy nhờ. Mình sẽ thử giữ trên tay coi coi nó có thật sự kiểu như là hiệu quả hay không. Còn có một cái này giống như là một cái vòng tay hay là một cái đôi bông gì đó. Mình có thể đeo vào luôn nè. Để mình đeo vào coi. Ủa, cái gì đây? Gì men? Hú hồn. Thanh niên này thấy mình mở rương khoái khoái cái dòng ngó các thứ nè. Khoái thì nói đi cưng. Còn có cả cái móng ngựa nữa. Ồ, móng ngựa này sẽ cho mình chặn sát thương khi rơi luôn à. Đã vậy. Đi test liền mới được. Để coi coi. Ồ thiệt. Cái móng ngựa nó giúp mình không bị dính bất kỳ sát thương nào khi rơi luôn nè. Đỉnh thiệt. Rồi rồi, nhặt được đồ tốt nha. Tiếp tục, mình sẽ đi tới cái chỗ gần gần viện nghiên cứu. Mình thấy nó còn một cái rương nữa. Hình như bên đó thì nó cần cái chìa khóa bằng lá. Nhưng mà mình không có, nên là mình sẽ tiếp tục dùng cái bẻ khóa này. Để mình qua đó mình bẻ khóa thử. Đây, để coi coi bẻ khóa mấy lần nó mới được đây. Lại một lần duy nhất. Cái bẻ khóa này đỉnh thiệt cái chứ. Và cái rương lần này thì sao? Rương lần này cho mình chìa khóa đá. Rồi thêm cọng dây chuyền nữa nè. Đây mình sẽ đeo vô cổ. Dây chuyền vàng luôn nha. Nhìn hip hop vậy.
Được, được, được. Rồi thêm một cây cung có dòng vô hạn nữa nè. Có trứng nữa. Đồng xu này thì xịn hơn cái đồng xu bằng bằng bạc của mình nên mình sẽ đổi luôn. Rồi thêm một cái vòng tay, thêm một cái cây gậy của pháp sư nữa. Đi cái chuyến này về cái mình có được quá trời chìa khóa luôn. Thành thử ra bây giờ mình phải có cái đồ để mình giữ chìa khóa nó gọn hơn. Và mình sẽ làm liền một cái kiểu như là cái chùm chìa khóa. Ở cái với cái này thì mình có thể nhét những cái chìa khóa vào trong này. Sẽ tiết kiệm được diện tích khá là nhiều á nha. Và cái cây gậy pháp sư hồi nãy mình nhặt được nè. Cái này có thể tấn công tầm cũng tương đối á nha. Được, được, cái này dùng để phòng ngự khá là ok đấy. Mình sẽ tấn công thử coi. Sát thương thì không quá mạnh cho lắm nhưng mà thôi có cũng đỡ hơn không. Đây, mình sẽ kẹp thử cái con zombie đó. Cái gì đấy, sao sao khó tấn công trúng cái địch quá. Đây, con zombie trước mặt mà mình kẹp không trúng. Cái này sát thương không cao mà lại khó dùng nữa, không hiệu quả lắm nha. Tính ra bữa nay mình xào quần là lay quay hết một ngày mất tiêu rồi. Ủa cái gì, cái gì nổ đây? Ôi không, trời, cái con này nó phá cái chuồng của mình. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái đồ phá hoại. Màn đét ơi, người ta cất công người ta xây cái chuồng để nuôi khủng long, cái thanh niên đó lại phá cái chuồng của mình. Hư hết trơn rồi. Ăn xong rồi quậy không à. Trời ơi, báo người ta không. Cày thế không biết. Mình không có kiếm chuyện gì nó luôn á. Mà nó lại tới nhà mình, nó làm gì đó. Các bạn thấy có được không? Rồi luôn. Thì ra ngươi chọn cái chết. Mình nhớ cái mối thù này rồi. Lần sau mình mà đi khám phá, mình mà gặp nó thì xác định nó với mình. Mình quýnh cho nó tụt quần luôn. Láo thiệt chứ. Ôi may quá, may quá. Thằng làng bay vẫn còn sống. Mình tưởng đâu vô đập phá xong rồi kiểu như làm hại tới thằng làng bay của mình là mình thấy à. Mình truy sát thanh niên đó luôn á. Để bây giờ mình vô mình lấy thủy tinh mình sửa lại cái chỗ của thằng làng bay cái đó. Hư hết trơn. Rồi, giờ thì tạm thời nó cũng trở lại cái hiện trạng ban đầu rồi đó. Rồi không được rồi, vậy là ban đêm mình phải đi ngủ liền. Mình cứ tưởng mấy con zombie là đã nguy hiểm rồi, mà bây giờ mình phát hiện ra còn có những thanh niên dân làng kiểu như đột biến còn nguy hiểm hơn cả bọn zombie nữa. Mới sáng sớm mình đã có thanh niên xuất hiện nữa rồi. Chết tiệt cái tên này. Ôi mạnh nhây. Cái tên chết tiệt. Ôi còn có Reaper nữa. Shiba. Cái tên khủng khiếp đó. Tức cái lồng ngực á. Phải cắm thêm đuốc nữa. Này, ủa mình đây, mình có cắm đuốc mà. Vô lý vậy. Được lắm, mình sẽ không đội trời chung với cái thanh niên dân làng đột biến đó. Có dịp gặp lại thì hắn sẽ xác định với mình. Giờ thì để mình ẵm chó sói lên trên cái đó. Nãy chó sói phụ mình được một tí nè. Đây, lên trên, lên trên. Tội nghiệp không? Bị nổ mất quá trời máu cả. Đây, ăn là hồi phục lại nha. Ok, chó sói mình đã hồi phục lại rồi. Và hồi nãy các bạn cũng thấy rồi đó, chỉ với một cái tên dân làng đột biến mà đã đánh mình sắp mặt vậy rồi. Có thể là do giáp mình chưa được mạnh cho lắm. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi tìm kim cương để mình nâng cấp giáp của mình lên, cho thành full một bộ giáp kim cương. Thì nhỡ mà có gặp hắn thì mình mới tự tin rồi tiêu diệt hắn chứ. Chứ để một cái tên dân làng đột biến ỷ bự con rồi ăn hiếp như vậy thì không thể chấp nhận được. Ồ, đằng kia có con cá gì cơ. Nó bị sao mất máu vậy? Nó bị cái con cá nhỏ hơn ăn thịt luôn à. What the heck? Vào có mấy con... Ui, má ơi. Giật mình. Nó nhào lên bờ, nó ăn thịt mình á. Không để cho nó nhào lên, mình sẽ đi săn nó. Này thì cá hổ. Mình sẽ nhảy xuống để mình đi săn cá hổ luôn. Được mấy con? Được 5 con cá rồi. Vậy, đây có nữa nè. Đúng rồi, bầu vô đi. Bầu vô cắn ra đi. Ta sẽ săn cá cơ luôn. Có được một ít cá. Biết đâu một tí về mình lại thuần phục được cả
Thằng lăng bay thì sao? Hợp lý. Phía đằng này mình thấy nó có một cái giếng mà lúc đầu mình có đi ngang nè. À bây giờ mình có đồng xu rồi. Mình sẽ thử ném cái đồng xu này xuống dưới xem coi mình sẽ được những cái đồ gì. Ủa? Hình như không phải cái giếng này hả? Trời đất ơi, làm mừng hột vậy. Không phải cái giếng này rồi, phải cái giếng khác cơ. Quê sệ thiệt chứ. Dưới này nó có khe nước. Và nó còn có rương ở dưới nữa kìa. Được thế, để mình nhảy xuống coi. Giờ mình không có nhận xác thương kia rơi á, nên mình nhảy tự tin lắm. Ồ. Chỗ này có phải là cái chỗ ban đầu mình gặp không ta? Ồ, có cá chính nữa nè. Mang về luôn. Biết đâu thằng lằn bay thích thì sao? Ồ. Trong đây cũng có quá trời quái này. Mà bây giờ mình đã mạnh hơn rồi, nên là mình có thể trở lại và phục thù bọn chúng thôi. Lầm spawn là mình đập luôn. Cái này là rương gì đây? Ok, rương thường. Mình chỉ lo nó là rương 7 ấy. Có một ít cái bùa cho mình nè. À và còn có cả giáp sói nữa. Ok luôn, mình sẽ lấy về và cho bé sói nhà mình có giáp luôn ha. Cái gì? Đây là bạch tuộc nhung nham à. Ui nhìn thấy ghê vậy, bạch tuộc nhung nham kìa. Trời, nó bắn. Nó bắn thấy ghê lắm. Thôi tốt nhất là không nên đụng vô nó đâu. Nhưng mà nó lỡ đụng vô mình thì mình phải đụng nó ngược lại nó mới được. Không thể nhịn nhục như vậy. Này thì bạch tuộc nhung nham. À, và khi đánh bại nó thì nó sẽ cho mình bột thuốc súng hả? Hay là bột phượng hoàng vậy? Hồi nãy nó mới văng vô người mình á. Vậy là khi mà mình đi khám phá thì mình cũng phải cẩn thận trước những cái hồ nhung nham nha. Nhiều khi lại gặp cái con bạch tuộc nhung nham đó nữa thì hơi căng đấy. Một con thì không sao, nhưng mà một đống con thì cả một vấn đề đấy. Ui, ở dưới sâu quá vậy. Nhưng mà không sao, mình đâu có nhận xét thương khi rơi đâu. Cứ thế mà xuống thôi. Nó còn có rương Ender nữa nè. Ồ, công trình này có vẻ còn khá là bự. Ủa cái gì á? Ôi, có một cái tia gì đó chiếu vô người mình. Bây giờ mình bị mù lò và đào chậm rồi. Kể cả đói bụng nữa. Ủa con gì đánh mình vậy? Kìa, có một con mắt gì đó đằng kia. À, con gì vậy? Ê, cái này là con gì? Ê, mình đánh được nó rồi. Chết tiệt thiệt mà. Để coi dưới này có rương gì đặc biệt hay không. Sao mình không thấy cái rương nào hết ta? À đây có rương nè. Và thêm một cái tổ nhện đằng kia nữa. Ê, nhện độc. Áo, căng rồi. Đằng kia là cái tổ nhện độc. Ui, thêm con xương này bắn đâu vậy? Ui, xong rồi. Ê, rồi, gãy kiếm rồi. Ôi không. No. Mình dùng cái kiếm để đập tơ nhện và cái kết là gãy kiếm luôn. Ồ. Như vậy thì mấy cây kiếm cổ xưa nó không có nhiều độ bền cho lắm nha. Trời đất. Con nhện này đi ra. Ồ, là mình mất luôn cây kiếm rồi. Mới cường hóa chưa kịp dùng bao lâu hết. Trong lúc chiến đấu thì mình phát hiện trên đầu mình còn có cả hóa thạch kìa. Nó bắn mình còn có nửa trái tim à. Chết tiệt thiệt mà. Thôi, không ở lại chơi bọn chúng nữa. Nguy hiểm quá đi. A few moments later. Oh, what? Oh. Sao đây lại có đá nền nhưng mà lại có kim cương luôn? Ủa đá nền gì ngộ vậy? Ủa thường thường đá nền sẽ nằm ở dưới mà ta. À không, đây nó có đường đi. Nó là một cái công trình. À, lại là mê cung à. Thôi xong rồi. Toan rồi. Ui, có Reaper. Dân chơi hay đi lạc mà còn vô mê cung nữa thì chịu luôn á. Mà cái mê cung này toàn là Reaper không à. Ừ, hay quá. Nó nổ luôn cái lòng spawn rồi. Tuyệt cú mèo.
Trời đất. Hình như mình bị lạc mất rồi. Nữa nè. Ồ, nó có đường xuống. À, thì ra mình biết rồi. Đây là một cái mê cung kiểu giấu khoáng sản nè. Nó giấu những cái khối khoáng sản như là kim cương, sắt, ngọc lục bảo, ngọc lưu ly các thứ trong này. Ra là vậy. Lượm luôn. Sắt thì mình có thể lượm mà mình đổi ra phôi và cất cho nó gọn hơn nè. Ồ, trên này còn có rương à. Chiến này giàu to rồi. Cái mê cung này nó cho mình full một set dụng cụ bằng kim cương, một set giáp kim cương và cả một cái vật tổ trường sinh luôn. Cất công xuống đây quả thật không uổng phí. What? Ôi, con xuân ba sao. Ouch. Ôi. Ây. Ôi no 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 no. Con xuân mạnh gì? Thật khủng khiếp, trời đất ơi. Đó là sức mạnh của quái vật ba sao đây sao? Ôi, mình bị dính cái hưởng gì á, mình không thể hồi máu được. Ôi, đừng cung, tha cho tôi đi. À. Ui, chạy. Ui, nó dí mình tới cùng luôn. Ui, sao đường cùng không vậy? Ui, vậy chắc có phải an toàn. Ơ, không an toàn. Ôi, oh, no. Yêu. Ôi, no. Nè. Chết tiệt. Cái totem. Ui, nữa hả? Gì hoài vậy? Oh my gosh. Trời đất ơi. Tí nữa là mình bỏ mạng dưới cái hang đó rồi. Hơi bị gung luôn. Mày thế. Trời đất ơi. Một con xương ba sao thôi mà nó đã làm mình chao đảo như vậy. May là mình lăn ba vi bộ kịp á nha. Thôi xong rồi, ngoài khả năng kiểu như chiến đấu thì mình cần phải học thêm khả năng lăn ba vi bộ thôi. Để đối đầu với những tình huống kiểu như cấp bách như vậy. Sợ thật. Ồ, mà ở đây nó có công trình gì vậy? Mình nhìn giống như là nó đang che giấu cái gì trong này lắm nha. Ồ, còn nghe tiếng quỷ lửa nữa cơ. À kìa, nó đây. Bèm quỷ lửa luôn, mình có cung vô hạn mà. Chứ mình đánh cận chiến là không ổn đâu. Đâu, lùm. Rồi, chạy. Ghê quá. Mặc dù cái chuyến đi này nó hơi bất ổn một xíu đấy, thế nhưng mà phần thưởng nó cho mình thì cũng khá là xịn. Bằng hẳn là một cái set giáp nè, kèm theo là một cái set dụng cụ vũ khí bằng kim cương luôn. Tiết kiệm biết bao nhiêu kim cương của mình. Và về nhà thì mình sẽ cho thằng lằn bay ăn thử. Coi có chịu tuần phục mình chưa cái đã. Yay, hình như được rồi nè. Đúng không? Ồ, chính xác rồi. Mình đã thuần phục thành công thằng lằn bay rồi. Đã quá đi. Bây giờ mình có thể cho thằng lằn bay đứng lên ngồi xuống rất là dễ dàng bằng cách dùng một cái mũi tên. Đây. Đó, hiện tại thằng lằn bay ngồi lên nè. Yeah. Nhưng mà để đảm bảo nguồn thức ăn trong tương lai cho thằng lằn bay thì mình phải chăm chỉ đi câu cá hoặc là đi săn cá hổ. Hơi nguy hiểm đó, nhưng mà vì thằng lằn bay thì mình sẽ cố gắng hơn để mau lớn rồi bay lượn vòng vòng trong khu này nữa chứ. Quá đã luôn. Mới vào chuồng thì mình đã thấy sự chuyển biến rõ rệt của Stegosaurus rồi. Từ một nhóc khủng long bé nhỏ ngày nào, bây giờ đã bự chừng này rồi. Wow. Còn đằng này. Đằng này thì Bachycephalosaurus vẫn còn khá là bé. Thế nhưng mà chắc cũng sẽ nhanh chóng bự bằng Stegosaurus thôi. Wow, bữa nay quả là một ngày vừa bất ổn nhưng mà cũng có khá là nhiều sự may mắn của mình. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp trong các hành trình xây dựng công viên khủng long của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.